mình có mua con cá lóc về mình nấu cháo cá lóc nha. Gan gạo nha. Rồi đổ nước vô nha. Rồi đổ gạo luôn. Chặt cái chuối để làm rau ghém nha. Rồi chặt cái chuối làm rau ghém. Rồi tước luôn. Đây sắt nha mọi người ơi, ra sàn nước sắt. Nặng chanh vô nha mọi người ơi. Nặng chanh vô đặng cho nó đừng ấy. Đầu bào ra nha. Chào mấy chị nha. Bữa nay mình có làm cháo cá lóc. Cá lóc nấu nấm rơm với bắp chuối, cũng gỏi. Cũng gỏi. Chị chế lên. Chế phi hành tỏi. Wow. Hồ. Cháo nha. Có ổ mì. Là mày mời mấy chị cả nhà ăn nha, mời mấy chị ăn cháo nha, cháo cá lóc nha. Mời cả nhà ăn nha. Nè, mời mấy chị ăn nè, miên nóng gỏi luộc nè. Mời mấy chị ăn cá lóc. Cá lóc cá lóc nấu cháo. Nè, mời mấy chị ăn cá lóc nè. Ăn cái kiểu như hồi xưa vậy đó. Ngon lắm. Ăn cộng hành nói chung luôn. Ăn nó cũng chán. Hả? Để rồi ghém nó vô đó. Nó nguội rồi. Ngon không? Bánh mì mà chấm được cũng ngon. Chấm với cháo. Bỏ ăn cháo. Ráp ăn cái bột á. Bột ngon à, à nó thịt ngon. Dưới đây. Wow. Cái bột hết ý luôn. Rồi mở nhà cái bột á. Quá trời bột, bột cá lóc. Quá lạnh. Không hình không? Đây là mấy một đố gỏi nha mấy chị à. Cá lóc mà nấu cháo còn gì xuyên nghiệp bằng á. Ngon quá. Góc này mua mọi người ơi, chứ không không có đồng. Đồng thì không có đâu. Đồng thì không, con nó nhỏ đồng. À rồi đâu có cắp bò đâu, đồng mà bự đâu. Ăn nấm đi cho bự. Ăn nấm bộ nấm. Bây giờ đâu có đâu đồng đồng nào bị lớn không? Nó nhỏ không à? Nhỏ không. Ăn này cho giảm cân. Một cái này tên ký gửi. Quá trời luôn. Mở. À trời. Mở khí thế. Béo. Không thể. Béo quá. Ăn cộng hành nha. Chị ăn cộng hành nha, không sung. Không ăn. Không quá. Nó ghép, bỏ vô. Làm chén cháo núm. Mở nhà cái núm à. Cái da cá này mấy chị ơi, nó nhiều thịt không? Gỏi này gỏi chú cây nè mọi người. Cây nè.
quá trời ngon luôn. Bỏ chút chuối vô. Ngon lắm mấy chị ơi. Chú này bút gói gỏi được không? Giấm được không? Giấm đường chanh. Cái này mua từ sáng vậy. Hơi sảy. Trời. Cộng hành nữa. Quá quýt. Nó cá. Núm. Đó. Ăn kiểu này mà kêu giảm cân. Giảm gì nổi. Nóng quá. Mời đi. Quá nào. Nó da bụng nữa. Wow. Quá lạ. Chấm nước mắm. Chấm muốn mắm luôn. Quá là đã. Trời ơi, thịt. 2 tỷ rồi. Trời ngà. Thôi quá nồng mấy chị ơi. Lát dầu kìa. Đã nấm luôn. Nói nào. Ê, bye bye nha mọi người ơi. Bye bye. Bye bye mấy chị ơi.